ai cũng lấy cái thước đúng không? Mà đi vô lấy cái kính lúp cho bạn soi lúc mà vũ á, mà tập trung con luôn nhìn được cái kính lúp thôi, không có nhìn tao lấy khóe á. Đo lấy cái thước dày ra đo cho tao, phải vũ cho nó đều hai bên, không có dài ngắn, đừng dở miếng bông gòn lên nha là hết hồn luôn á. Màu mới, màu mới lửa màu chưa, con nguyên bản màu mới luôn, đẹp lắm. Ê, lửa thôi không nhúc nhích nè. Ai da 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 da, đau nữa hả? Chết mẹ tao nữa rồi, xin rất là nhẹ luôn, da mỏng quá. Đánh lạc hướng, đánh lạc hướng miệng, đánh lạc hướng đó. Kéo bà ngoại đi Vinh cơm ăn sinh nhật nè. Nó dụ đó. Dụ đó. Tức là còn miếng mỏng chỗ này. Thank you.
hoặc là ra một miếng da, hoặc là ra một luôn một cục thịt. Mệt ăn hơn, mệt thành công mỹ mãn, thành công 100%. Rồi nhâm đây xíu nha. Cơ hội tới là tụi em cách người điện thoại. Chở ngoại vô bản hả? Rồi rồi ok. Má chiều nay chắc cậu đi sinh nhật quá. Quá xỉu lên xỉu xuống. Đang xíu này mày, đang xíu này rất nhẹ mà sao mà nó tét da tét thịt hết đây. Có gì nào chửi cái bạch trong trời xỉu. Quá khứ trường thì đắp bằng cái món này. Trời chiều nay đang sinh nhật mà treo cái giò đâu mang vậy nổi.
cười. Cái xin cũng không còn nữa con. Cái này bông gòn. Thở phào nhẹ nhõm. Ừ, đi thẻ ra.